Chào anh có thể chia sẻ với báo trẻ tâm tình trong mùa lễ Vu Lan? Dạ, cảm ơn chị Thạch Thảo. Nhân ngày lễ Vu Lan tại Hoa Kỳ, chúng tôi so sánh với Việt Nam ở đây rất là hân hoan đón mừng. Trong khi đó bệnh dịch ở Việt Nam lan tràn thì mình thấy cảm thấy buồn cho người Việt Nam. Và nhân dịp lễ Vu Lan, tôi kính chúc tất cả quý Phật tử xa gần tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam và trên thế giới một mùa lễ an lành, hạnh phúc và bình dịch chấm qua để sinh hoạt đời sống bình thường trở lại với tất cả chúng ta trên thế giới. Và Nam Mô Đại Hữu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cảm ơn anh.